Trên đây là toàn bộ chương trình ra mắt sự kiện sản phẩm mới ngày mai. Mọi người có ý kiến gì không? Được rồi, thế đây là khách mời của chúng ta. Ui, sếp, có cả Ngọc Dương à? Sếp đỉnh thật đấy. Sản phẩm lần này có sự xuất hiện của Dương chắc chắn sẽ viral. Đúng như vậy, tôi đã phải cất công mời Dương tới đây. Tôi nghĩ là với sức hút của Dương thì sản phẩm của chúng ta sẽ được quảng bá rộng rãi đấy. Được rồi, cuộc họp kết thúc, mọi người về làm việc tiếp đi. Mọi người biết tin gì chưa? Sản phẩm mới ra của công ty mình ấy thuộc top bán chạy đấy. KPI tháng này của bọn mình ấy chắc chắn sẽ chạm ngưỡng. Ui, tôi biết ngay mà. Có sự xuất hiện của Dương, kiểu gì cũng thành công rực rỡ. Mà không hiểu sao sếp lại mời được Dương nhỉ? Đúng là đỉnh của chóp. Cũng không biết nữa. Nhưng thôi, quan tâm làm gì? Doanh số tháng này tăng, kiểu gì cũng được tăng lương. Khoan, còn một tin động trời nữa nhá. Là chủ tịch công ty bọn mình sẽ đích thân mời cô Dương đi ăn trưa để cảm ơn đấy. Ui, sướng thế. Mình cũng muốn được đi ăn với Dương. Anh cứ vào đi, tôi sẽ đợi ở ngoài. Tôi biết rồi. À, phải rồi. Tôi nghĩ cuộc gặp mặt lần này sẽ mang lại nhiều tai tiếng và cánh nhà báo sẽ vây quanh đấy. Anh nên chú ý. Tôi tự biết hành xử mà, cậu cứ yên tâm. Được rồi. Nhớ anh quá đi mất. Anh cũng vậy đấy. Ngồi đi. Đi quảng bá sản phẩm cả tuần liền làm anh nhớ em lắm đấy, có biết không? Thật không đấy? Ừ, tất nhiên là thật rồi. Mà này, cái dự án lần này của công ty anh nhờ cô em quảng bá sản phẩm cho mà rất thành công đấy. Đúng là sức hút của Dương nhà ta đây là biết phải bàn nhờ. Em cũng không ngờ là dự án tự nhiên lại thành công ngoài mong đợi như thế. Quen nhau 4 năm rồi, bây giờ em có dịp giúp anh. Em thấy vui lắm. Em chỉ cần là mãi luôn ở bên anh thôi. Đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Em cũng mong vậy. Mà lát nữa em có bận gì không? Em có. Chút nữa em phải đi quay. Xong rồi đến tối lại phải đi sự kiện nữa. Dạo này cũng bận. Nên có ít thời gian ở bên cạnh anh rồi. Nhưng mà em nhớ nhá. Đừng làm việc quá sức đấy. Em nhớ rồi. Anh cũng vậy. Dạo này công ty chắc là nhiều việc. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Anh biết rồi. Thôi mình ăn đi. Không đồ ăn nguội hết. Để tiếp nối dự án vừa rồi, tôi có một đề xuất là không chỉ quảng bá như lần trước mà dưới sự góp mặt của cô Dương thì tôi muốn mời cô ấy tham gia một bộ phim ngắn. Lần này thì tôi dám khẳng định là sức quảng bá sẽ rộng rãi hơn dự án lần trước. Ý mọi người như thế nào ạ? Vậy còn chủ tịch thì sao ạ? Tôi nghĩ đây là một phương án hay đấy. Được rồi, vậy thì để tôi tiếp tục liên hệ với cô Dương để đàm phán với cô ấy nhé. Từ hôm nay, cô sẽ là người trực tiếp lên ý tưởng này, phân công biên kịch và phục trang cho dự án mới này nhé. Dạ vâng ạ. Được rồi, mọi người về làm việc tiếp đi. Alo, Dương à, em có thể giúp anh một việc được không? Đương nhiên rồi, có việc gì vậy ạ? Đây là kịch bản phim bên phòng truyền thông gửi vào chờ duyệt. Tôi thấy là trong phim cũng khá nhiều cảnh tình tứ của nam nữ chính đấy. Cậu nói có vẻ như là đang chọc ghen tôi hay sao ấy nhỉ? Tôi chỉ báo cho anh biết vậy thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Dương chỉ có anh biết thôi. Anh ở bên cạnh chúng tôi lâu như vậy rồi. Từ cái lúc mà cả tôi và Dương vẫn chả gì trong tay cả. Bây giờ anh vẫn sợ là tôi sẽ lo nghĩ về những vấn đề nhỏ nhặt này hay sao? Anh yên tâm đi, tôi không sao đâu. Vậy được, tôi sẽ gửi bản duyệt sang bên phòng truyền thông để họ sắp xếp lịch quay sớm nhé. Được rồi, mà này, khi nào bấm máy quay nhớ báo cho tôi biết nhé. Tôi cũng muốn tới xem sao. Ok, được thôi.
rồi, cảnh tiếp theo sẽ là cảnh hôn nhau của hai nhân vật chính nhá. Vâng. Dương My chuẩn bị đi. Vâng ạ. Chủ tịch ạ, anh vừa mới tới ạ. Tôi cũng muốn đến xem tiến độ quay phim thế nào, không làm phiền mọi người chứ. À không, anh đến đây là vinh dự cho chúng tôi lắm đấy ạ. Mà anh cứ đứng đây quan sát nhá. Tầm khoảng 2 phút nữa là quay tiếp phân cảnh tiếp theo đấy ạ. Được rồi. À mọi người vào vị trí đi nào. Ba, hai, một, action! Rồi, cắt! Được, tốt lắm! Đến nhà em rồi đấy. Em vào nghỉ ngơi đi. Sao anh lại đưa em về nhà như vậy? Mọi người sẽ chú ý đấy. Không sao đâu. Anh lấy danh nghĩa là đối tác để mời em đi thôi. Anh thu xếp hết cả rồi, không ai hiểu lầm cả đâu. Sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của em cứ yên tâm đi. Anh à, có phải là anh đang giận em đúng không? Anh không. Từ lúc ở phim trường, em đã thấy tâm trạng của anh không tốt rồi. Anh nói đi, có phải là vì anh khó chịu với cảnh coi của em không? Nhưng mà anh à, đó là công việc của em mà. Anh không muốn trở thành một người ích kỷ trong mắt của em. Nhưng mà Dương ạ, thực sự là anh cảm thấy khó chịu khi thấy những cảnh như vậy. Anh không thể nào mà chứng kiến người mình yêu hôn một người khác. Anh... Nhưng mà đây chỉ là công việc thôi, em không hề muốn như vậy. Dương này, hay là bọn mình công khai một quan hệ đi. Anh à, nếu như công khai ấy, thì cả em và anh sẽ đều gặp bất lợi đấy. Anh chẳng quan tâm đến lợi ích cái gì cả. Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Nhưng mà em quan tâm đến việc đấy. Anh biết không, đây là công việc, là cuộc sống của em. Anh không thể... Chẳng lẽ vì việc em có bạn trai mà em sẽ mất đi toàn bộ sự nghiệp hay sao? Rồi còn một tình huống này của chúng ta nữa. Nó đối với em, nó xấu xa đến vậy à? Dù mối tình đậm sâu đến đâu, em cũng không thể công khai được. Anh hiểu không? Tại sao anh lại không hiểu cho em một chút chứ? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Anh muốn quang minh chính đại ở bên người mình yêu thì xấu xa đến vậy sao? Anh vẫn không hiểu. Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh lúc này nữa. Cậu đang ở đâu đấy? Có thể tôi đêm một lúc được không? Anh Toàn. Anh Toàn. Cậu đến rồi đấy à? À, uống tôi vài lon đi. Anh say quá rồi đấy. Đang giữa ban ngày, tại sao lại uống nhiều đến vậy? Ban ngày thì làm sao? Này, anh với cô Dương xảy ra chuyện gì đấy? Đúng là chỉ có mỗi cậu là hiểu tôi nhất thôi. Tôi với Dương vừa cãi nhau một trận rất to. Tôi chỉ muốn là công khai mối quan hệ ra, rồi cùng với nhau, ở với nhau hạnh phúc đến mãi sau này. Thế thì tôi làm như vậy là tôi sai. Này, vậy anh có đặt mình vào cảm xúc của cô ấy không? Trong tình cảm, yêu nhau chính là chấp nhận cho nhau. Anh không thể nào ép buộc nếu như cô ấy không muốn được. Còn việc anh muốn công khai mối quan hệ, đương nhiên đấy là việc tốt. Nhưng anh nên nghĩ rằng bây giờ có phải là thời điểm thích hợp hay không? Hay là đây chỉ là do sự ích kỷ muốn chiếm hữu của anh thôi? Tôi... Hơn nữa anh còn là đàn ông, sau cuộc cãi vã đã buồn đến vậy, tôi nghĩ tâm trạng Dương bây giờ cũng rất là tệ đấy. Tôi khuyên anh là nên đi tìm cô ấy, an ủi cô ấy đi.
Mật khẩu nhà cô ấy là gì nhỉ? Ngày sinh cô ấy. Không phải. Vậy thì là... ngày sinh của mình. Dương. Anh đến đây làm gì? Anh xin lỗi. Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh không nghĩ rằng sau cuộc cãi vã em lại buồn, lại tủi thân và cô đơn đến như vậy. Tất cả là lỗi của anh. Anh có biết là em rất buồn không? Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với em như vậy. Em rất đau lòng, anh có biết không? Anh xin lỗi. Là do anh đã quá ích kỷ. Anh không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh hứa từ nay anh không như vậy nữa đâu. Thực sự là anh rất sợ nhìn thấy em đau lòng. Anh hứa đấy nhá. Anh hứa. Và cả cái chuyện mà công khai mối quan hệ của mình nữa. Anh xin lỗi vì đã bắt em phải làm những việc mà em chưa sẵn sàng. Anh sẽ ở đằng sau em, làm hậu phương vững chắc cho em. Em mới cứ thoải mái lên. Khi nào mà em sẵn sàng rồi thì hãy nói với cả thế giới rằng em là của anh, được chứ? Được rồi, em hứa. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, PS I Love You là một bộ phim được đầu tư rất kỹ lưỡng, đến từ diễn viên trẻ tài năng Ngọc Dương. Dương, bây giờ cảm giác của em là như nào? Thực sự cảm giác bây giờ của em rất khó tả. Em cảm thấy biết ơn bản thân vì đã luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng suốt trong thời gian qua. Thực sự là em không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc ạ. Chắc chắn rồi, với một dự án lớn như thế này mà lại của chính mình làm nữa thì Ngọc Dương chắc chắn là sẽ có cảm xúc khó tả rồi. Và bây giờ Dương sẽ gửi tới khán giả đôi lời. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, tất cả những khán giả đã luôn yêu mến, ủng hộ em, khiến em có động lực có thể phát triển được như ngày hôm nay. Và trong dịp đặc biệt này, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới một người rất quan trọng với em. Người đó đã luôn ở bên cạnh em khi mà em khó khăn nhất, đau buồn nhất, và đã hứa là sẽ luôn đồng hành cùng em trong sự nghiệp. Thật may mắn là hôm nay người ấy cũng đã có mặt ở đây. Đó chính là anh Toàn, chủ tịch công ty FM ạ. Anh ấy đã nói với em rằng khi nào em sẵn sàng thì có thể công khai mối quan hệ cùng nhau. Anh Toàn, em yêu anh.